nếu như đã có gan giật chồng người ta rồi thì phải sống cho tốt cũng đỡ đi đằng này chỉ vì ba xô quân phá sản bà bỏ đi một nước không hề lưu luyến bỏ luôn đứa con mới được có một trăm ngày như đôi giày rách vậy bây giờ lỡ bà biết chị gả con gái của bà đi lấy chồng không biết sắc mặt của bà làm sao nữa không đâu có phải như vậy Người chuyển phát nhanh chị nè Áo cưới chị Sơn giao cho chị không? <laughs> nè, ngày mốt tôi là chị đám cưới rồi đó Cái lúc làm lễ mà Mà không thèm ngó tới vậy <laughs> Sao vậy? Chị đang khóc quá hả? <laughs> chị ơi em cũng có nói gì đâu sao tự nhiên chị ngồi khóc vậy <laughs> chuyện gì vậy mẹ sao cái gì bộ trái nhà ở đâu hả mẹ ơi ừ, Sáng cưới rồi phải cười ha ha mới đúng gần hù vậy con không biết con đâu có nói gì đâu nhưng mà tự nhiên chị cứ khóc không được, tạm hiểu lầm thôi, người mà sao lại có thể bỏ con mà được? không được, không thể nào có những đó. Anh không có cái đó. Ơi, có chuyện gì mà con khóc lóc? Sao vậy? Có phải là chị xui lại nói gì con nữa không? Đã cô không... ấy phải... vậy thì. Thằng Hơn Xu bắt đầu ăn hiếp con hả Con nói là không phải mà Vậy thì tại sao ngồi đó nước mắt nước mũi rộng ròng như vậy Không có chuyện gì đâu mẹ Chỉ tại Sao vậy Con nói là không sao mà Bây giờ vẫn còn đau hả Ê Có bông gân không đây Sao con lại bị như vậy Con không chịu nói thiệt hả Dạ Tại có một chiếc xe tự nhiên chạy tới nên con bị té Chắc là ngày mai sẽ không sao đâu Mẹ đừng lo cho con mà Vậy là tại chiếc xe đó mới bị trật chân Vậy tức là chị Chị mới bị xe đụng hả Ngủ một giấc vậy là sẽ hết chuyện thôi Cả nhà làm ơn đừng có hỏi nữa được không vậy Khỏi hỏi thì em cũng biết mà Chị là thí thần Bị đụng vẫn đó là không sao đâu chứ gì Bởi vậy cái người mới đụng trúng chị Cũng không muốn đưa chị đi khám Cứ vậy mà chạy luôn Đào quà nó có đúng hay không dạ không phải cho dạ con số điện thoại bác ấy nói nếu gì thì... vậy thì phải gọi điện thoại chứ đau tới nỗi phải khóc luôn vậy mà nó không chịu gọi đây nè tai nạn gì nè à, trả đây cho chị đánh nè ra. cái này mua ở đâu vậy hả Sao vậy bà? Nó không được ngon sao Không ngon gì chứ Chê vô đâu được đó <cười> <cười> Là người ta tặng cho y hên ừ. Nếu như mẹ thấy thích ăn á Thì con sẽ hỏi người đó Coi người ta mua ở đâu ừ. Không phải là mua về đâu Mà do mẹ có một nhân viên tự tay làm đó Vậy hả Không lẽ mẹ của Trang hên gu <laughs> Em cũng thông minh đó Tội ta... à Con đã nói với bên nhân sự rồi Thăng chức cho tổ phó Trang ừ? còn con nghe đi. À. Dạ. Alo, đụng con gái người ta rồi bỏ Mẹ. chạy sao? Làm người ai lại làm cái chuyện như vậy? Mẹ ơi! Bà nói gì đụng bỏ chạy? Bà đang nói bậy bạ cái gì vậy hả? Nói bậy hả? Bà đụng người ta bị thương rồi, bây giờ bà còn... Mẹ ơi, con đã nói là... Dạ, xin lỗi bà. Tôi không có sao đâu, tôi... Tôi xin lỗi bà. Tôi còn tưởng là ai chứ. Nè cô gì dị... ơi, hồi nãy cô nói là không có sao mà. Đụng rồi bỏ chạy cái gì? Mấy người nói chuyện kiểu gì vậy? Dạ, chỉ là mẹ tôi hiểu lầm thôi. Bà đừng bận tâm tới. Tôi lỗi bà nha. Sao con tắt máy Bà má đụng con rồi bỏ chạy như vậy Con phải nói cho bà biết con bị thương chứ Người ta đâu có bỏ chạy đâu Tại con không cần đi khám mà mẹ Với lại con không có sao đâu Mọi người đừng lo mà Đau như vậy rồi Chị còn nói là không sao Cả năm không thấy con khóc lóc Bây giờ khóc như có ai chết vậy Chắc chắn là đâu phải chuyện bình thường đâu Sô Bơn à Tại vì Tại vì Nghĩ tới chuyện cứ má mới khóc thôi Con không phải khóc vì bị đau chân đâu con <laughs> không có chuyện gì hết thiệt mà Ờ <laughs> à, nhưng mà chàng hơn quốc gì đó Cậu ấy là ai vậy hả Cậu ấy có gì tài giỏi Mà con muốn đặt cách thăng chức Con rất cần nhân lãnh Bà hãy giúp con đi mà. Chị nói như vậy hình như đánh giá hơi cao đó Hay là đợi con thăng chức một thời gian đã Chứ vừa mới nhận chức thì đã thăng chức cho nhân viên Người ta nghĩ kỳ lắm Mẹ tính kiếm chuyện gì đó trước khi đi phải kiếm chuyện. Chị mới nhận chức mà đã đối xử đặc biệt với một nhân viên, đâu có tốt chứ. Gì đây? Bây giờ hai con mấy người hùa nhau ăn hiếp y hơn của tôi đó hả? Gì à, có ai ăn hiếp y hơn chuyện gì đâu, sao tự nhiên vậy nói chuyện kiếm chuyện. Im hết đi. Cái gì đây, ăn bữa cơm mà cũng um sùm nữa hay sao vậy? Mai mốt á, nếu ai còn bàn công chuyện lúc ngồi ăn cơm, bà sẽ không tha cho đâu đó. <laughs> Bây giờ thì tôi đã biết Ở đầu bán món đó rồi Canh giả trụ quán Đa quan Nổi tiếng nhất khu này đó Tôi có tới mấy lần Cũng coi như là hơi bị rành chỗ này đó À tôi có nghe vụ anh mất điện thoại Hỏi tìm giùm cho anh Nhắc tới chuyện điện thoại tôi mới nhớ chuyện này Cô em vợ của anh Giữ như bà chằn vậy Tôi chưa tặng cổ cái gì Bây giờ đi tay không Chắc là cổ không bán canh cho tôi đâu Là phụ cây kem mới được không mua cũng được à. ta là ai Hình như đã gặp ở đâu thì phải Con dâu của chủ tịch đó Ồ À <laughs> Coi bộ cái này không mặc được Nó giờ hết rồi còn gì <laughs> Chị Sơn thiệt là Nếu muốn chị mượn cái áo tôi sơ trước chứ Như vậy làm sao Muốn pha? người ta đã cho mượn mà còn đòi hỏi gì Sửa sơ chỗ này lại là được rồi đời người cưới có một lần thôi chị không phải là con gái hả bộ chị không muốn ngày cưới chị sẽ là một dâu đẹp nhất trên thế giới hay sao vậy chị thấy mai thêm một lớp ren ở bên ngoài là sẽ ổn thôi mà em làm như vậy đưa cho chị em không thể nhìn cảnh chị cầm nó đi tới tiệm giặt ủi được cách để giải quyết cái này chị cứ giao cho em đi vậy em tính làm gì dùm chị chị à chị là chị hai của em mà em rất là sợ chị mặc áo cưới xấu rồi bước vô lễ đường em không có yên tâm giao cho chị đâu Đà Quân à Dạ con mới tới Ủa sao hai đứa đi chung vậy Hôm khổ cho cậu quá rồi Để trả công hôm qua Tổ phó Trang cứ đòi mời cậu uống canh giả rượu Đó bác à, Lúc lắm cậu ngồi xuống đi Cũng có nhà không ừ. Bữa nay Sô so Quân chừng luôn Sô so Quân khóc Có chuyện gì vậy gì? Tự nhiên hôm nay á Để mẹ lấy cành giả ruột cho Con vô trọng à, nó đi Tôi đi một chút Anh đi đi Có chuyện gì nữa vậy <laughs> Chị hai em mới bị xe đụng đó Mới bị xe đụng sao <laughs> Em chỉ té nhẹ có một cái thôi mà anh Bị nhẹ Bị nhẹ mà bị trật chân luôn hả Chân em không sao chứ có đi bệnh viện chưa? Em không sao đâu mà à, Hay là bây giờ em với anh đi dạo một lát nha à, Xém chút đã xảy ra chuyện Mà anh lại hết Đau thì cũng có đau thì Nhưng mà là Thấy đau trong lòng Có phải Tại anh nổi giận ở công ty Làm cho em khóc không? anh xin lỗi nha ừ. giả sử như anh hân gu đi lại tình với người bạn của em thậm chí với nhau nó tự nhiên lại bị phá sản người bạn của em bỏ chạy vậy thì tạo chấp nhận anh với đứa con đó không à. sau khi không em lại nói như vậy chứ anh có biết là em đã nói tới người nào không <laughs> là mẹ ruột của em đó <laughs> em không hiểu bà làm người kiểu gì mà lại làm chuyện đó chứ chắc là mẹ của em cũng cỗi cổ riêng không thể nói ra được có nỗi khổ tâm gì mà bỏ luôn con của mình À Nếu như mà sống trên đời này Em cũng gặp lại không <laughs> Ít ra cũng phải gặp một lần Bởi vì em có chuyện nói với bà ấy Vậy em nói chuyện Dù bà đã bỏ rơi thôi nhưng mà tôi vẫn sống rất là tốt. Bởi vậy sao? Bà cũng không cần phải lo lắng gì cho nữa hết. chà, thiệt là mát quá đi Người nào uống canh nóng mà còn cái mát Người đó đã già rồi Vậy thì ông già này á Nhờ có một chuyện có được không Là chuyện vậy chỉ cần không tốn tiền Chuyện gì cũng được hết Cô thiệp mời <laughs> Trang không à, Nếu như muốn đám cưới ấy, có quà chứ mà anh định đi bao nhiêu tiền vậy thì càng thân sẽ càng đi nhiều Ê, đừng có nói là chỉ có ba mươi ngàn thôi nha ba mươi ngàn hả coi mà tôi phải ngồi đây một chút nữa để hỏi cô dâu chú rể chúng tôi thân tới cỡ nào hả hai người đó nếu như vui vẻ quá chắc là sẽ không về đâu vậy hả nếu thiệt là vậy á tôi về cho rồi tôi canh bao nhiêu tiền Ngon tới đâu trả tới đó Một trăm ngàn Trời ơi Tôi có ngon dữ vậy hả Lúc nãy tôi có nói rồi Tổ phố Trang muốn uống canh Từ đây Là điện thoại giùm tôi đó Thiệt hả <cười> <cười> Thiệt mà Thiệt Có <laughs> ờ. à. à. lỗi với anh quá Tới này mà để cho anh ngồi một mình Tôi không biết là anh cũng tới đây nữa Vậy là tôi đã hại anh ngồi một mình rồi Tôi cũng đã đạt được mục đích của mình rồi Uống xong tôi canh giả rượu Dạ dày cũng khỏe hơn rất nhiều Mốt cưới hả Xem chút nữa là tôi bỏ lỡ rồi Thì ra là cuối tuần này <laughs> Nếu như anh bận thì Không cần phải tới cũng được Cô bận cái gì đâu Tôi sắp thất nghiệp Anh định nghỉ việc sao Phải Tôi sắp đi làm chính thức rồi à, Thì thật vậy, chúc mừng anh nha <laughs> Chúc mừng anh nha Tôi cũng chúc mừng đám cưới của hai người Đi nha <laughs> Cảm ơn anh Anh đi cẩn thận nha À Hình như anh chưa ăn tối đúng không Nghe tin vợ của anh khóc Anh quên mất đói bụng luôn <cười> <cười> Anh vô nhà đi Em có nấu canh giả rượu cho anh kìa Tấm hình này là Lúc quên trăm ngày. Mẹ ruột của nó vẫn chịu khó chết. Hình như là cùng một người. Anh lấy tờ báo ra đi, có canh rồi nè. <laughs> anh mau ăn đi nếu anh mà ăn không hết thì em không cho anh đi đâu à. À. coi bộ là anh phải đi rồi anh nhớ ra là anh có chuyện gấp cần phải giải quyết à, trễ lắm rồi mà anh muốn đi cũng phải ăn xong rồi đi chứ không được đâu mà bây giờ không phải là lúc để ăn cơm anh xin lỗi nha cứ coi như anh đã ăn rồi, hả? À, anh ơi! À. Sinh năm 1962, cùng quê cùng tuổi với mẹ. Sao lại như vậy? đó là người đồng khương của mẹ cũng cùng tuổi với mẹ người đó vừa cùng quê vừa cùng tuổi với mẹ gương mặt thì giống nhau như đúc shimincha shinheran chỉ khác cái tên thôi không biết là bà nội có cho không nữa Chắc chắn là không Bà nội con ghét nhất là thăng chức đặc cách Chị muốn lôi kéo tổ phó Trang Bởi vậy mới muốn đưa ảnh lên làm tổ trưởng Nhưng không có cửa đâu Tổ phó Trang á Theo chủ nghĩa ngay thẳng với cố chấp lắm mẹ ơi Ai nói ngay thẳng không thích tiền còn có biết sống trong cảnh nợ nần ra sao không? Không biết cái gì thì đừng có nói bừa nữa. Con thấy á, nếu muốn bịt miệng tổ phó trang lại, chỉ có cách là chấm dứt với nông trường sang ru mà thôi Không phải là chấm dứt Mà phải là hợp tác Hả? Phải thông đồng với bên đó Tìm cách trị thằng Trang Hinh Gu đó Nói bằng miệng thì không được Chỉ còn một cách Đạp đổ cho xong chủ tịch cũng cho con đi làm ở đó đi Người nào cũng đi làm hết trơn á Chỉ có mình con ở nhà coi sao được chứ Bây giờ thì mẹ tuổi nhỏ cũng đã đi làm Vì à Vì cũng phải quán xuyến công việc nhà chứ ừ, Trời Nếu còn thấy cần thiết á Cái cậu chàng hơn ngu đó Bà xin đặt cách thăng chức cho cậu ấy <laughs> Con cảm ơn bà nhiều lắm Bà nội à chủ tịch rộng rãi quá nhưng mà con á nhất định phải giúp đỡ mẹ con lo việc ở công ty chuyện hai mẹ con bất hòa nếu bị người trong công ty phát giác thì tới lúc đó bà sẽ hỏi tội y hơn đó con có làm được không bà nội cũng đã cho phép con rồi thì con cũng phải nghe lời bà như vậy mới phải chứ <laughs> mẹ đừng lo lắng quá mà mẹ chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện đó đâu con đi ăn sáng hả à, dạ phải gì mai mốt quá khỏi phải tới nhà mẹ vợ nữa hai vợ chồng mới cưới sáng nào cũng được ăn đồ ăn xô quên nấu <laughs> hạnh phúc quá chừng ờ à, dì ơi trời ơi trời ơi bà này là cái bà trời đánh mà. Đúng rồi, bỏ rơi con cái mới có 100 ngày tuổi, rồi trốn biệt căn biệt tích. Bây giờ, bà đang sống ở đâu vậy hả? Bà đang làm cái gì vậy con? Vậy là, bà ấy tên Shimicha, gì chắc chứ. Nhưng mà sao, con biết tên của bà ấy vậy? Mẹ của Su Quan kêu con đi tìm, nên nói cho con biết. Thiệt là, nuôi con cực khổ tùng lại cho nó đi tìm mẹ là sao? Vì cũng biết rõ về mẹ ruột của Su Quan hả? Đương nhiên rồi, Trường học với nhà cửa đều ở cùng khu Sao mà không biết được chứ Chỉ mới 9 tuổi đầu Mà dám cầm lấy con dao ra. Trời đất ơi Bây giờ nhớ lại mà còn nổi da gà nữa kìa Cầm dao để làm cái gì Ở trong trường Có người nói là Chỉ tay của bà có số nghèo khổ cả đời bả liền cầm con dao bả đua tay lên Sau đó bắt Trời ơi Một đường từ trên xuống Nói là sẽ thành số giàu sang nhưng mà Nhìn kỹ bà này á Cũng không giống cho lắm nha Lần cuối lúc gì nhìn thấy mặt của bà Là lúc bà đang ôm cái bụng bầu bự Và bá bỏ trốn với ba của Sô Quân Lúc đó à, Phải rồi Cũng 30 năm trước thì phải Vậy là cũng có thể là không phải hay gì Nếu gặp mặt á, thì chắc chắn là nhận ra Nhìn hình thì hơi khó một chút <laughs> Rồi đó, con thấy sao? Căn phòng không khác gì bốn năm trước chứ. Lúc mới vừa dọn qua phòng mới thì con phải từ chức mà mẹ. con cũng từng tới đây để tìm y hơn. Nhưng mà bây giờ làm ở đây thì thấy khác lắm. Vậy hả? À, vậy con cố gắng làm việc đi nha. Nếu con có cần giúp đỡ gì đó thì con cứ nói với mẹ. Dạ, con sẽ cố gắng chủ tịch à. Ờ, ừ, phải rồi. Ở công ty không phải mẹ chồng mà là chủ tịch cũng phải. <laughs> À, y hơn nó cũng đang chờ chắc là chủ tịch phải qua đó đúng rồi nó cũng mới dọn qua đó phải qua bệnh coi sao đã ừ. uhm, để con giới thiệu người này là tổ phó trang nhân tài của công ty cần được quan tâm đó bà chào chủ tịch tôi là trang hương quân à. Đây là cái cậu con hay nói đó hả? <laughs> dạ. Chủ tịch đã đặt cách cho học lực của ảnh từ một nhân viên bán thời gian đưa vào công ty làm nhân viên chính thức. Nhà kho với điểm bán, dù là ở góc ngách nào anh cũng đều rành rọt, không sót một chỗ nào hết. Vậy sao? Hân hạnh gặp cậu. À. Ờ, còn người này nữa, tổ trưởng Chi Săn Kinh. À, dạ. À tôi sẽ cố gắng bằng cả mạng sống của mình. Làm việc là để sống qua ngày mà. Liệu cả mạng sống sao mà được chứ? <cười> 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 Khó khăn lắm mới vô đi được. Xém chút nữa là bị con Hải ra khỏi nhà rồi. Cho dù cho anh làm tổ trưởng, anh cũng không nghe lời của chị hai đâu. Mẹ tin con đi mà. Được vậy là mai rồi. Hồi nãy thấy cậu chàng hình ngu đó, không hưởng ứng vui vẻ, lúc y hên đang giới thiệu. Thì con đã nói rồi mà. Cho dù có gấp cỡ nào, anh cũng không chịu vượt đèn đỏ. Điếu thuốc bên cung ứng đưa, anh cũng tuyệt đối không chịu nhận. Anh là điển hình cho tiếp người ngay thẳng. á Làm chung một chỗ sao con lại không học hỏi, lại đi nhận hối lộ. Lúc mẹ hay tin đó, trên đường đi gặp con xém đụng trúng người ta nữa kìa. Xém đụng người ta? Xém chút xíu gây tai nạn giao thông hả? Vậy thì gọi luật sư tới, giải quyết là xong thôi Muốn quảng cáo với bà nội hả Trước khi tới công ty, đã gây tai nạn trước sao à, Chứ lỡ như mà gặp người xấu Chắc chắn có chuyện nữa cho con coi Không phải người bị đụng mà còn gọi điện cho mẹ à, Coi bộ cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu Bây giờ à, mẹ đã trả phòng ở đó rồi Mẹ đang trên đường tới nhà mới của tụi con nè Đừng để mẹ đợi lâu nghe con ra đây lẹ lên <laughs> mẹ đợi con có lâu lắm không Nhà như vậy làm sao đây Tiền con đi vay ngân hàng cộng với tiền con với hơn ngu để dành Mà mua cái nhà có chút xíu gì thôi đó hả Không có nhỏ đâu mẹ ơi Nếu như tính luôn cả cái nhà kho thì Có tới 6 căn phòng lận Mẹ à mẹ nói gì kỳ quá Nhà nhỏ xíu cái gì chứ có chỗ sưởi ấm là được rồi khoan nói cái vụ sưởi ấm bây giờ uh, vô trống coi làm sao cái đã <laughs> tuy là nó không lớn lắm nhưng mà có vàng qua, ừ. với lại cái giường cũng đẹp nữa mẹ ừ. à. Ồ. 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 À. tuy cũng nhỏ nhưng mà ấm cúng với lại cũng đẹp hả mẹ nhỏ thì đúng là có nhỏ thiệt nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống y chang như cái nhà rác vậy đó à, mẹ ơi Ờ. Ờ. Chỗ nhà mình ở không phải ở đó đâu ờ? Không phải là ở đây hả ờ, Chỗ nhà mình ở Ở trên tầng 2 Mẹ đi theo con <laughs> Tầng 2 ờ. 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 Mẹ ơi anh hai ơi Mau lên đi <laughs> ờ. 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 Ừ. Ừ. Trời ơi trời Đây là Chỗ Chỗ ở dưới em cho thuê hết Hai đứa Định sống ở căn nhà thuốc ở trên này Có phải vậy không Mấy phòng ở dưới thì em để cho người ta thuê Để còn trả nợ ngân hàng nữa ừ. Ừ. Mình vô trong nhà đi mẹ <laughs> Mẹ ạ à con thấy bây giờ là mẹ con mình đã sai sách rồi chỗ này còn thê thảm hơn chỗ của mình ở Bali nữa. Vô đi, vô đi coi sao. Phòng bên này là toilet ở nhà. Với lại phòng này là phòng ngủ. À. Còn phòng bên đó. À mà khoan đã, Chắc không phải chỉ có hai căn phòng mà con nói đâu hả? Dạ chỉ có hai phòng thôi. Với lại con thấy cũng dư định cho thuê bớt một phòng nữa đó mẹ. ờ à vậy vậy có nghĩa ở dưới con cho thuê hết rồi cái phòng ở trên này con cũng tính cho thuê luôn hả dạ tại phải trả tiền ngân hàng nên tạm thời phải sống ở đây thôi với lại con thấy con với hân Vu ở một phòng là đủ lắm rồi Oh my god, oh my god. Mẹ, mẹ mẹ ơi mẹ ơi bình tĩnh bình tĩnh mẹ ơi, ơi. ơi. đâu nhất thiết phải đợi tới giờ tan sở ngày mai á cậu đã cưới rồi mà về trước đi cậu làm việc cực khổ như vậy làm bàn tay bị rách da thô ráp nhưng mà cố quá coi chừng quá cố đó tôi nhắc cậu suốt mà cậu không nhớ hả tôi có nghe nói là chủ tịch của chúng ta cực khổ từ lúc nhỏ bởi vậy chỉ tay cũng mòn hết luôn <laughs> phải đó lúc tôi thấy chỉ tay của chủ tịch tôi cũng cảm động lắm chú có tận mắt nhìn thấy chỉ tay của bà ấy không ừ, không phải nhìn tay mà là nhìn vô chỉ tay nhìn vô chỉ tay Kỷ niệm 30 năm thành lập Đường chỉ tay cả nhà được trưng bày ở lối ra vào Giữa các hành lang tòa lầu đó Vậy thì trưởng phòng xin cũng có anh chỉ tay <laughs> Thì đương nhiên rồi Tổng giám đốc thì chết rồi Nhưng mà vợ của ông thì có in dấu chỉ tay không phải là ở đây sao Lối thông các tòa lầu Còn ở đâu nữa chứ Ê, tôi phó Trang Sao vậy Cậu đi tìm chỗ chỉ tay hả Xin lỗi nha, tại tôi nhớ lộn đó Cái đó không còn ở đây nữa Vậy thì bây giờ đi đâu mới coi được vậy Chuyện đó hả Hình như từ khi mở thêm ngành mới thì không thấy nó nữa Nhưng mà Cậu đội coi chỉ tay của mẹ song sức hơn làm gì Cậu tính coi thử chỉ tài của bà có bị mòn hay chưa hả? Tại cậu không biết Người phụ nữ đó không lao động chân tay như chủ tịch đâu Mà chỉ dùng tới cây đầu Không chỉ nghiên cứu ở trong nước mình Mà là nước ngoài Ở nước ngoài sao? Ờ, không biết thiệt sao Học MBA ở bên Mỹ đó Bà là dạng phụ nữ có học lực không tầm thường như nhân viên chúng ta đâu Muốn tìm chỗ học Tốt nhất đi tìm người khác đi NBA. Wow, đẹp không? Mặc được rồi chứ gì. Đúng là đẹp hết chỗ chê luôn. Mà ai làm cho em vậy chứ? Em có bạn học là bên thiết kế. Em phải bỏ ra hết 100.000 won đó, chị phải cảm ơn em đi. <laughs> cảm ơn em nha, em gái ngoan. <cười> <cười> gặp lúc tai nạn dạ alo tôi nghe tôi thấy hơi lo nên tôi gọi điện cô thấy sao rồi dạ tôi đỡ đau nhiều rồi hôm qua thành thật xin lỗi bà tôi cũng có nghĩ lại sau khi gặp chuyện đó tôi có hơi thiếu sót hôm nay gặp nhau đi à, dạ thôi không cần phải vậy đâu bà tôi thấy lo nên mới như vậy 12 giờ ở khách sạn ce nha à, dạ à. tên họ không giống hoàn cảnh cũng không cũng phải trên đời này cũng có rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau lắm mà bà Shin -hê ran sao là mẹ xô quang được chứ <laughs> đúng rồi mình suy nghĩ quá nhiều rồi alo anh ơi người xém đụng em hôm qua đòi gặp em kìa anh đi với em nha được không ờ vậy gặp nhau ở đâu đây à, trời ơi ơi à, còn đợi có lâu không dạ không sao con cũng mới tới thôi ờ à, ngồi đi <laughs> cho tôi một ly nước lọc thôi nha còn cậu này thì làm ơn pha cho tôi một ly cà phê đá ừ cứ vậy đi lấy nước cho chúng tôi rồi đừng có vào đây nữa ha dạ thưa bà chủ tịch ừ. à, con về đây á từ hồi nào vậy con tới seoul cũng được một tháng rồi một tháng hả cái gì chứ vậy sao con không liên lạc với bà thời gian qua con đã ở đâu con tới trung tâm vận chuyển hàng hóa để coi con có thể làm được những gì ở tập đoàn này à, rồi sao vậy con đã tìm được những chuyện con có thể làm rồi à dạ Bà cũng biết con đã suy nghĩ rất lâu, cười bộ. Bây giờ bà lại làm cho con khổ tâm nữa rồi. Thực ra thì không phải làm giám đốc bên kinh doanh, mà bà muốn đưa con lên làm CEO của công ty bên này đó, con thấy sao? Con muốn dết hay nổ no? cứ nói thẳng ở đây đi. À, hồi nãy đã có gặp rồi mà. À, tôi tên là Shin Heran, trưởng phòng tuyên truyền. Tôi ở phòng kế hoạch, tên là Chang Hong